Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Nguyễn Hoàng Bá. Nay mình nói chuyện nhanh tí nha các bạn, vì ở ngoài xóm đầu ngõ nó có một người đang hát karaoke. Mình sợ dính bản quyền các bạn, mà mình không có, trong lúc mình ngồi rảnh rỗi như này mình buồn, mình review chơi cho nó vui. Do đó là mình nói rất là nhanh. Hoặc là trong những cái lúc mình nói nhanh mà nó có sai sót gì thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Thì đây là chiếc xe Winner của mình các bạn, V1. Là mình mua nay được 4 năm, là chạy 35.000 km các bạn. Thì trong thời gian đó, mình đi chơi, đi du lịch, mình cũng có review lên, hoặc là mình chia sẻ cách bảo dưỡng và cách chạy xe con tay là như thế nào, thì cũng rất là nhiều bạn ủng hộ, là đa số là bạn trẻ nha các bạn. Thì mình năm nay là U60, thì mình gọi là bạn cho nó có một cái thân thiện một chút xíu. Thì có nhiều bạn cũng comment nói xe mình là chú ơi, chú thay chạy 30 mấy ngàn km rồi, có thay cái lọc nhớt chưa? Rồi các bạn là nói xe chú bị tăng cam rồi, đi tăng cam đi, chỉnh cái lỗi tăng cam đi. Thì nói chung là các bạn yêu thích thì các bạn mới comment, các bạn mới đóng góp với mình. Thì mình cũng gọi là cái giao lưu qua lại đó các bạn cho nó vui. Thì rất là cảm ơn các bạn cũng ủng hộ mình trong những thời gian qua, là xem video của mình. Thì thật ra thì mình cái đam mê các bạn, thì mình nói cái tiếng đam mê cho nó sang chảnh một tí xíu thôi, chứ thực ra là mình bị cái bệnh ghiền, tức là mình ghiền xe các bạn, và ghiền đi chơi, ghiền đi phượt. Thì phượt là đi bằng xe máy các bạn thì gọi là đi phượt, đi bụi đó, đi du lịch bụi thì gọi là phượt. Thì cái danh từ phượt thì nó cũng mới có đây thôi, thì mình cũng bắt chước mình gọi theo vậy thôi. Chứ trước đó là thời tuổi trẻ mình có những cái chuyến phượt rồi, cách nay là 20 năm, là mình 20 mấy năm là cũng đã có đi rồi các bạn. Thì trong những cái năm đó thì mình đi những cái xe là đời cũ, cái công nghệ nó chưa có tiên tiến như bây giờ. Thì hồi đó là xe cúp rồi các bạn, 67 cúp, 80, 81, 82 cánh nén rồi đó, hoặc là xe rim. Thì sau này nó mới có năm 2000 thì nó có chiếc Fincher các bạn. Rồi đầu thì hôm nay nó cũng đã 20 năm rồi. Thì hôm nay mình nói sầm sàm mà chia sẻ với các bạn, thì cũng sẵn trả lời với các bạn luôn, và cho nó tiện các bạn, chứ mình trả lời comment ở trên mạng thì nó cũng hơi lâu, mà cũng hơi khó hiểu, mà nó dài dòng, nó nhiều quá thì mình không có thể trả lời hết được. Thì xe mình thực tế là đi các bạn thấy là 35.000 km, là mình mua cái đời đầu là đã 4 năm rồi. Thì cái lọc nhớt đó là mình chưa có thay các bạn, mình chưa có thay cái lọc nhớt, mà chưa có vệ sinh lần nào luôn. Rồi cái tăng cam á, thì mình lúc mình chạy 10 mấy ngàn cây thì nó cũng đã có kêu một lần, là mình có vô hãng mình chỉnh thì đi dài 3.000 cây nữa thì nó kêu lại. Thì do đó là mình thấy mình coi như là thấy nó không có ảnh hưởng gì tới sự mà vận hành của máy móc các bạn. Mình chạy rất là mượt, rất là những cái cung đường mình đi rất là xa các bạn. Mình đi một ngày có thể là 300-400 cây số là chuyện bình thường. Mình đi đến Tây Bắc hay là mình đi tận cùng của đất nước luôn, vùng sâu vùng xa, đồi núi cỡ nào mình cũng đi các bạn. Ở đây mình chia sẻ thôi, chứ không phải là mình khoe mình đi được nhiều nơi. Nhưng mà cái tuổi của mình thì nó đã hết cái tuổi làm việc rồi, thì mình rảnh rỗi mình đi, thì mình chia sẻ các bạn như vậy. Thì mình thấy nó rất là bình thường, nó không có ảnh hưởng gì hết đó, thôi mình để vậy mình đi. Còn nó riêng về cái lọc nhớt á, là mình nói với các bạn nghe như thế này. Những cái thời, những cái thập niên trước của thế kỷ trước á, là như 80-90 á, thì mình đi là những cái xe cúp. Sau này nó phát triển lên là xe rim, sau này nó mới có là quay phim chợ rồi. Thì cái dòng xe Honda này không riêng về cái dòng máy DOHC các bạn, không phải riêng về cái dòng máy Winner này, mà cái lọc nhớt nó mới nằm ẩn trong đó. Những cái dòng xe rim, xe quay nó vẫn, cái lọc nhớt nó vẫn nằm trong cái lốc máy của bên bố nội á. Khi mà các bạn muốn tháo ra thay hoặc là vệ sinh á, các bạn phải tháo nửa cái lốc bên đó ra thì các bạn mới vệ sinh được. Thì do đó là hầu như là ít có ai mà vệ sinh cái lọc nhớt đó lắm. Mà cái lọc nhớt của xe Honda này nó là bằng thép, nó giống giống như là nó vuông vuông các bạn, nó giống như là cái đồ sàn cát của mấy ông thợ hồ vậy đó.
cái tác dụng của nó là sàng lọc những cái to, những cái hạt bự hay là những cái gì mà nó lỡ nó lọt vô cái lóc máy của mình á, nó sẽ lọc cái phần nó ra. Còn những cái hạt li ti nhỏ, những cái bụi á, thì nó không ảnh hưởng tới máy thì nó không cần thiết các bạn. Do đó các bạn thấy những chiếc xe rim, xe cúp đâu có bao giờ các bạn nghe người ta đi thay cái lọc nhớt đâu, mà đâu có bao giờ các bạn nghe người ta nói là đi vệ sinh cái lọc nhớt đâu. Đó, chẳng hạn như chiếc rim, chiếc xe rim là dắt 12 đó các bạn, thì cái thời đó mua là 7-8 cây vàng, hồi đó là tính bằng vàng không các bạn, cái giá trị nó bây giờ nó gấp gần gấp 10 chiếc xe Winner này, chứ không phải là cái giá trị nó rất là thấp đâu. Chiếc xe rim dắt 12 đó, hồi đó ai mà đầu tiên mà mua được chiếc xe rim đó là cũng là phải nói là đại gia. Nhưng mà người ta để gì, người ta đi các bạn, người ta đi tới cả 100.000 ngoài, hơn 100.000 km luôn, chưa có ai mà thay cái lọc nhớt hay là vệ sinh cái lọc nhớt cả. Lý do vì sao các bạn? Vì hồi xưa người ta rất quan trọng chiếc xe là cũng như là mà thể hiện lên là cũng một cái gia tài của trong nhà các bạn. Một cái tài sản rất là lớn. Do đó người ta giữ chiếc xe rất là kỹ, người ta sợ bung cái đó ra là mất zin. Đó, cái quan điểm hồi xưa là người ta giữ chiếc xe thật sự là để cho zin từng con ốc luôn các bạn, zin từng cm luôn. Đó, những cái dàn hoài, dàn mũ thì không sao, nhưng mà nói đụng tới cái máy là phải zin. Thậm chí là tháo những cái bù lông con ốc á, người ta phải kê cái miếng vẽ vô, hoặc là những cái miếng ni la, cái bao nhựa cứng vô để người ta mở cho nó đựng chày cái con ốc đó, đừng có cái dấu trong con ốc đó, thì giữ từng con ốc zin như thế. Do đó người ta không bao giờ mở ra tự nhiên, mà người ta mở ra để người ta vệ sinh cái lọc nhớt hết đó. Trừ trường hợp là cái nồi bị chai, bị hư, người ta thay, hoặc là hư những cái gì đó, người ta sẵn đó người ta mới vệ sinh thôi. Thì tôi có chiếc phin chờ, tôi chạy nay cũng gần 20 năm rồi các bạn, và một chiếc xe rim tôi chạy nay là 20 mấy năm rồi, chưa có thay lọc nhớt, chưa có vệ sinh lọc nhớt lần nào các bạn, vẫn chạy bình thường. Tại vì sao các bạn? Tại vì khi mà hãng Honda nó làm ra cái xe Honda mà nó làm cái lọc nhớt mà nó ẩn vô đó, thì người ta không cần thiết để vệ sinh mà cũng không cần thiết cho thay. Nó cũng vẫn đảm bảo được chất lượng nhớt để mà nó bơm lên cái lồng xi lanh cho xe nó hoạt động tốt. Do đó người ta không có cần. Do đó người ta không có cần thiết là phải khuyến cáo mình hay là phải bắt buộc. Bởi vì nó khác với cái lọc nhớt của Exciter với Suzuki, nó nằm ở ngoài. Các bạn chỉ cần tháo ba con ốc là các bạn rút cái lọc nhớt, mà cái lọc nhớt nó bằng giấy, các bạn phải thay thường xuyên. Còn riêng cái lọc nhớt này thì nó không có làm bằng giấy các bạn, mà nó làm bằng sắt. Do đó là người ta cũng không có cần thiết để người ta phải vệ sinh hay là thay thường xuyên gì đó. Thì theo như các bạn thấy là những chiếc xe rim, xe cúp, xe những cái thế hệ trước á, người ta đi là rất là kỹ. Người ta sợ mất zin, do đó người ta không có cần thiết phải là vệ sinh cái lọc nhớt, hay là người ta sợ bung máy ra. Thì các bạn thấy những chiếc xe rim bây giờ nó chạy trên 100.000 km rồi, rất là còn chạy rất là im các bạn, nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới máy móc đâu. Nhiều chiếc nó rất còn im luôn. Những chiếc Fincher, xe quay, xe cúp đó, các bạn đâu có bao giờ mà nghe thay lọc nhớt hay là vệ sinh lọc nhớt gì đâu. Chỉ trừ trường hợp khi nào mà máy mình bị sự cố, các bạn có thể là làm nồi hay là làm những cái gì đó, người ta rã máy ra thì sẵn đó thợ người ta sẽ vệ sinh cho mình thôi, chứ thật ra mình cũng không có cần dặn người thợ nữa, tự người ta lúc đó là người ta vệ sinh toàn bộ hết các bạn. Thì mình kết luận lại như thế này: khi mà nhà sản xuất nó đưa ra một cái món hàng mà nó giấu ở trong cái lọc nhớt, mà nó giấu trong cái lốc máy như vậy, thì nhất thiết là không cần phải vệ sinh các bạn. Vệ sinh cũng được mà không vệ sinh cũng được, là không ảnh hưởng gì tới máy móc hết. Trừ trường hợp là các bạn để những cái gì mà nó lọt vô, hoặc là nhớt nó dơ quá, dơ thì nó vẫn bơm được. Cái đó là một cái sàng, như cái sàng cát vậy các bạn, mình nhắc lại như cái sàng cát vậy đó. Nó sàng lọc những cái lớn, còn những cái nhỏ thì như cái muội á, thì nó không có ảnh hưởng tới cái linh kiện. Đó thì mình kết luận là như vậy nha các bạn, để các bạn
Còn riêng về cái dòng Accenter với thằng Suzuki á, là cái lọc nhớt nó bằng giấy các bạn, bắt buộc xài một thời gian không dơ cũng phải thay. Do đó là người ta thiết kế nó nằm ở bên ngoài, các bạn chỉ cần mở ba con ốc ra là nó cũng nằm ngay cái nắp lốc nhớt các bạn. Chỉ cần mở ba con ốc ra là các bạn thay cái lọc nhớt được rồi, không có ảnh hưởng gì phải thợ mà tháo hết cái lốc nồi ra hết đó. Còn cái này phải các bạn phải tháo cái lốc nồi ra các bạn mới, hoặc là tháo luôn cái phần bơm nước nữa các bạn mới thay được cái lọc nhớt. Nó nằm ẩn ở trong đó các bạn, thành ra do đó là nhà sản xuất nó làm như vậy rồi thì nhất thiết là mình không cần phải thay hoặc là vệ sinh. Vệ sinh cũng được mà thay cũng được. Đó thì đây là mình chia sẻ về cái lọc nhớt. Đây mình sẵn đây mình chỉ luôn cho các bạn xem cái lọc nhớt nó nằm ở vị trí nào. Đây nó nằm ngay chỗ kế mình cái nắp nhớt này các bạn. Các bạn muốn thay, muốn vệ sinh thì các bạn phải tháo cái bơm, cái này là cái bơm nước nè. Bơm nước này mình không có nói tới phần bơm nước. Các bạn tháo hết cái lốc nồi này ra, các bạn mới rút được cái lọc nhớt ra các bạn vệ sinh. Thì người ta sản xuất theo thiết kế nó nằm ẩn như vậy rồi thì rất là khó. Thì do đó thì người ta cũng đã tính toán hết rồi, thì vệ sinh cũng được mà không vệ sinh cũng được. Đó thì chia sẻ các bạn về cái lọc nhớt của xe Winner là nó như thế nào, có cần thiết phải vệ sinh hay không. Đó thì trên đây là mình chia sẻ với các bạn về cái lọc nhớt của xe Winner là như vậy. Các bạn nào có ý kiến hay là có chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm hay là có cái gì đó thì cứ comment, mình sẵn sàng tiếp thu các bạn. Sẵn đây mình cũng nói luôn về cái lỗ mũi của xe nha các bạn. Mình nói luôn về cái lỗ mũi của cái lốc máy xe Winner này. Thì bất cứ cái xe máy nào cũng vậy các bạn, hay là bất cứ cái máy nào nó đều có cái lỗ mũi. Tại sao mình gọi là cái lỗ mũi các bạn? Thì theo những cái thời xưa, những cái thời mà của mình á, thì mình làm những cái dòng máy như là máy dầu hay là máy xăng mà để phát điện, hay là máy gì rất là nhiều máy các bạn, hoặc là máy xe, thì những cái ông thợ á, thường thường gọi cái đó là cái lỗ mũi. Thì đúng ra nó là cái ống thông hơi của lốc máy các bạn. Còn nếu mà gọi theo đúng theo bên kỹ thuật đó, nó là vách thông hơi của cái máy. Thì bất cứ một cái máy nổ nào nó đều có cái vách thông hơi như vậy. Thì đa số những cái ông thợ lão thì người ta gọi cái lỗ mũi là để nó thở các bạn, hay là gọi là cái ống thở. Đó là cái vách thông hơi, đều là cũng là một thôi nha các bạn. Thì cái vách thông hơi này nó nằm mấy bên kia các bạn, nó nằm cái máy bên kia. Thì sẵn chia sẻ với các bạn thì mình chia sẻ luôn, thì cái bất cứ cái máy nổ nào nó cũng sẽ có một cái vách thông hơi, là cái ống thông hơi của lốc máy. Để làm chi các bạn? Để khi mà cái máy mình nó làm việc á, thì những cái tay dơ, những vật đạn á, là cái đầu bê tông nó chạy lên chạy xuống á, nó tạo ra một cái áp suất trong cái lốc máy. Mà nếu mà không có cái vách thông hơi này, nó không có cái vách thông hơi này nó cân bằng lại, thì nó sẽ bị bể những cái phốt bằng mũ các bạn. Thường là những cái cây cốt, những cái cốt giò đạp hay là cái cốt gì đó, thì trong cái lốc máy đó thì đa số nó có những cái phốt nhớt. Thì nó sẽ không cân bằng được áp suất, thì nó sẽ nổ những cái phốt đó ra, thì là cái máy mình nó bị chảy nhớt. Đó thì bắt buộc theo nguyên tắc xưa giờ luôn các bạn, là phải có cái ống thông hơi, thì mình gọi là cái lỗ mũi đó các bạn. Thì cái ống thông hơi nó nằm ở đây các bạn, đa số thì nó nằm ở trên cùng của cái lốc máy, và nó có thể là nó ăn truyền lên cái bô e, hoặc con chim gì nó kêu cái hết hồn, nó ăn truyền lên cái bô e, nó truyền xuống đây các bạn, nó truyền dòng xuống đây. Đây là cái ống thông hơi nè các bạn. Thì ở đây nó có cái nút, các bạn thấy nó có cái nút nè, nó truyền xuống đây. Đây nó truyền lên cái lốc máy nè các bạn, nó truyền lên cái chỗ này nè.
Đó. Tối quá rồi các bạn, trời sụp tối rồi. Thì các bạn về các bạn cứ xem là nó sẽ thấy. Nó là cái điểm của nó là ngay chỗ cái đỉnh này. Nó truyền lên đây, nó truyền dòng xuống. Để tránh cho khi mà hoạt động máy nhớt nó đừng có trào ra. Còn một cái công dụng nữa, cái ống thông hơi này á, khi mà các bạn đổ nhớt bị dư á, thì cái áp suất nó đánh lên á, thì nhớt dư nó sẽ tràn theo cái ống này, nó tràn bớt ra ngoài thì nó mới hoạt động được. Đó là cái nguyên tắc của cái ống thông hơi này, mình hay gọi là cái lỗ mũi để thở đó các bạn. Thì cái vừa rồi mình thấy cái extinter nó có cái ống bự nó truyền xuống đây nè. Thì các bạn nói là cái ống nó là để cho đổ xăng tràn nó chảy xuống, nhưng mà thật ra theo mình hiểu là không phải các bạn, nó là cái vách thông hơi á. Bởi vì mình đổ xăng tràn thì nó có một cái rãnh này nó chảy xuống tự do thôi, nó chảy tự do xuống đây thôi, chứ không có ai ở không đâu mà làm cái ống để cho nước xăng tràn chà bá lò chỗ này. Thì mỗi một cái dòng máy người ta sẽ thiết kế cái ống nó giấu chỗ nào cho nó gọn cho nó đẹp thôi. Thì cái ống winner ở đây, nó chuyển ở đây các bạn. Thì cái ống này lâu lâu á mình cũng phải vệ sinh đó, mà không vệ sinh cũng được luôn các bạn. Ở đây nó có cái cổ dê nè, nó có cái phe cổ dê nè, lâu lâu cái mình tháo cái nút này ra để mình xả những cái cặn bã trong cái ốc con hơi này ra, mình đậy ra thôi đó, mà mình tháo ra cũng được mà không tháo cũng được các bạn. Còn cổ dê này nè, nó không có siết ốc, nó bóp đó, các bạn thấy không. Thì mình vừa quay phim mình vừa làm thì mình không có ấy được, để mình bỏ cái máy ra mình làm thử nha các bạn. Ở đây là mình đã tháo cái nút của cái ống thông hơi ra nè các bạn. Trời tối quá thế mình lấy cái điện thoại mình gọi nó ở trong đây. Thì ở đây thì mình thấy nó cũng chưa có nhiễu ra cái gì các bạn, chưa có cặn nhớt gì nó ra đây hết, thì coi như là không có cần vệ sinh đó các bạn thấy nè. Rồi mình đóng cho lại các bạn. Mình sẽ đóng nó lại. Tại vì có con tay các bạn ơi, phải tắt máy. Thì có con tay là hơi khó các bạn, giờ mình nhét nó vô nè. Nó có cái khớp các bạn, nhắn vô nó nghe cái cọc. Rồi mình kéo cái cổ dê này xuống để cho nó đừng rớt cái nắp này ra. Thì khi mà áp suất hơi nó đổ lưu vô cái ống này là nó đủ rồi, nó không cần thoát ra ngoài. Đây gắn cái nút này để cho những cái bụi rồi nó đừng có vô các bạn, mình chạy sình bùng bụi rồi nó đừng có chạy vô cái ống này. Vì nó nằm ở dưới gầm. Còn những cái máy mà nó truyền vô ngay cái bô e mà nó trên cao á, thì nó không có cái nút này. Nó để trống luôn. Đó là xong rồi các bạn. Đó đây là mình chia sẻ về cái lỗ mũi. Đó là cái vách thông hơi, là cái ống thở của cái động cơ. Bất cứ cái động cơ nào nó cũng có cái ống đó các bạn. Thì khi mình chạy á, là áp suất rồi hay là những cái gì hay là nhớt dư nó sẽ trào ra đây. Đó, đại khái là cái ống thông hơi, cái nhiệm vụ nó làm việc là như vậy. Vừa rồi mình cái xe Accenter 155 á, cái vách thông hơi nó chạy nó truyền xuống ngay chỗ này nè. Thì mình có hỏi thì có một số bạn nói là cái ống nó để xăng nó tràn ra, nhưng mà không phải các bạn. Không có ai mà làm cái nóc mà để cho tràn xăng ra, làm cái ống chà bá. Đấy, đây mở cái yên ra nha các bạn. Đấy, khi mình xăng mình đây là mình đổ nè, lỡ nó có tràn thì nó chạy theo cái rãnh này nè các bạn. Đó, nó chạy xuống tới cái đây là nó chạy tự do. Đó, còn cái ống này á, mình tháo bô e ra mới thấy các bạn. Thì cái ống này á, là cái ống dây điện cấp vô cái bình xăng nè, để báo xăng báo này kia là các bạn, FI rồi đó, chứ không phải là cái ống. Cái tràn xăng thì nó làm như vậy là được rồi, không có cần thiết là nó chạy xuống đây, nó chạy tự do, nó chạy xuống đây là được rồi. Thì theo mình nghĩ là như vậy, rồi không biết các bạn thì nghĩ sao thì mình không biết nha. Thì clip tới đây cũng hơi dài rồi các bạn, mình cũng xin chào tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Mình sẽ có nhiều cái chia sẻ về cách bảo dưỡng xe. Mình sẽ tham khảo và bình luận về xe nhiều hơn nữa nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.